Trân trọng kính chào Hội Thánh quý cụ các bà chị em. Đặc biệt tôi có lời chào đến các thân hữu. Từ đầu giờ đến giờ tôi ngồi tôi nhẩm đếm, cứ hãy mỗi một nhân sự lên trong chương trình này đều chào đến các thân hữu. Thân hữu là gì? Thân hữu là một từ mà chúng ta thấy ở trong từ Hán Việt nhắc đến, đó là bạn rất quý mến. Tôi không biết quý vị là ai. Tôi đến từ một nhà thờ khác, nơi Hội Thánh của Chúa sinh hoạt. Tôi đến đây và tôi ngồi ở phía trên nhìn xuống thấy những bạn hữu có đeo cái nơ màu đỏ và ngồi ở trong nhà thờ. Hội Thánh gọi quý vị là thân hữu, tôi gọi quý vị là thân hữu. Người bạn quý mến, không biết, không quen, chưa nói chuyện lần nào, nhưng chúng ta gọi quý vị là thân hữu không phải vì chúng ta quen bên nhau, nhưng vì Đức Chúa Trời đã xem chúng tôi là thân thiết với Ngài. Cho nên Chúa dạy chúng tôi hãy nhận lấy tình yêu của Chúa thế nào cũng sẽ yêu người khác thế ấy, và chúng tôi gọi là thân hữu. Vì Đức Chúa Trời yêu chúng tôi, cứu chúng tôi bằng tình yêu của Chúa, cho nên tối nay chúng tôi mở cửa nhà thờ và mời quý vị đến để chúng tôi cũng nói về tình yêu, sự cứu mà Chúa dành cho mỗi chúng ta. Và khi chúng ta lắng nghe, mở lòng mình ra để tiếp nhận, chúng ta sẽ nhận được sự sống từ Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh mà chúng ta có, mà Hội Thánh gọi đó là câu gốc hay là câu Kinh Thánh nền tảng ở trong thư Hebrew chương 1 câu thứ 3. Tôi đọc lại một lần nữa và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đọc được, không cần đọc lớn, đọc nhẩm theo tôi ở trong câu Kinh Thánh này. Con là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Đầu giờ chúng ta đã được tập hát bài Chúa sáng tạo. Ngày xưa, thật xa xưa, chưa có núi, chưa có rừng. Và ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5. Và cho đến khi Đức Chúa Trời dựng nên con người và đặt con người tên Adam đó ở trong vườn Ê-đen. Một điều rất đặc biệt, tôi đang dùng lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời ban cho con người để con người biết được tình yêu của Chúa, sự sống của Chúa. Và nó không phải thuộc về Chúa mà thôi, mà là trao ban cho con người chúng ta, và chúng ta nhận được điều đó ở trong Chúa. Trang đầu tiên của Kinh Thánh viết rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Không phải một sự ngẫu nhiên, một sự tình cờ, không phải là một vụ nổ nào đó. Khi thuyết tiến hóa đưa chúng ta vào trong tư tưởng của một vụ nổ, nó tạo ra thế giới, tạo ra vũ trụ. Kinh Thánh lại bày tỏ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên. Đức Chúa Trời có quyền đó. Khi người ta hỏi lý do của vụ nổ mà gọi là vụ nổ Big Bang, lý do của vụ nổ từ đâu, thì người ta nói rằng các vật chất hỗn độn đó va chạm vào nhau và trở nên vụ nổ và hình thành thế giới vũ trụ. Người ta sẽ đặt một câu hỏi nữa, vật chất đó ở đâu để nó va chạm vào nhau để nổ? Không thể tìm được câu trả lời. Nhưng Kinh Thánh bày tỏ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, đấng thần linh tối cao dựng nên thế giới của chúng ta. Chúng ta đã hát bài hát đó rồi. Ngày nhất, ngày hai, ngày ba, ngày tư, ngày năm, và cuối cùng là ngày thứ sáu. Ngày thứ bảy là ngày để con người nhìn biết chúng ta là tạo vật của Chúa, thờ phượng Ngài. Tôi đặt một câu hỏi thôi, tôi đứng đây xa quá, cũng không có chuẩn bị một món quà, nhưng món quà là sự nhận biết từ trong tâm trí của chúng ta. Tôi đặt một câu hỏi, nếu như Đức Chúa Trời dựng nên con người vào ngày thứ nhất, chuyện gì sẽ ra? Chuyện gì sẽ ra? Lúc bấy giờ chưa có sự sáng, lúc bấy giờ chưa có trời đất, biển nước và mọi vật ở trong đó. Nếu
trong ngày thứ nhất, thì trong ngày thứ nhất đó con người sẽ gì? Yeah. Đức Chúa Trời dựng nên muôn loài trong 5 ngày, và cho đến ngày thứ sáu Đức Chúa Trời dựng nên con người trong sự tốt lành. Năng quyền của Đấng sáng tạo không chỉ dừng lại ở việc Đức Chúa Trời thực hiện được điều đó, vì đó là năng quyền của Chúa. Năng quyền của Đấng sáng tạo là năng quyền của sự khôn ngoan, sắp đặt một cách trật tự. Khi có ánh sáng, Đức Chúa Trời vun rẽ nước với đất, tạo ra bầu trời có khoảng không. Sau khi có bầu trời, khoảng không và đất, Đức Chúa Trời mới ban mọi thứ ở trong đó. Nếu ngược lại cái tiến trình, loài thú, loài vật, loài cá, loài chim mà được dựng nên trong những ngày đầu thì nó không thể sống được. Con người không thể sống nếu không ở trong năng quyền sáng tạo tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Đấng khôn ngoan vĩ đại, Đấng sắp đặt mọi thứ. Thưa quý hội thánh, thưa quý thân hữu, ngay cả chúng ta cũng là sự khôn ngoan vĩ đại, kết quả của sự khôn ngoan vĩ đại đó. Tôi thử hỏi một yếu tố trong con người được dựng nên không? Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng lên thành người, hạ sự sống vào và người trở nên người sống. Trái tim đa số của chúng ta nằm ở bên tay trái, cũng có một số người nằm ở bên tay phải, không thành vấn đề. Nhưng nó nằm ở trong lòng ngực, nằm phía trên cơ hoành, tách biệt ra khỏi, bởi vì nó thuộc về hệ tuần hoàn. Nếu như trái tim mà nằm không đúng, cái chỗ của hệ tuần hoàn nằm là trong lòng ngực, mà nó nằm ở dưới hoành, có nghĩa là nằm trong bộ phận tiêu hóa, chuyện gì sẽ ra? Tôi không tưởng tượng được. Ở đây chắc chắn là có bác sĩ, chắc chắn là có những người hiểu biết y khoa. Người ta gọi thoát vị hoành, có nghĩa là một cái gì đó từ dưới, phía dưới hoành, nó bị trồi lên phía trên của hoành. Hoặc là một bộ phận nào đó từ trên hoành bị rơi xuống phía dưới hoành, đau lắm và không can thiệp kịp sẽ chết. Một chi tiết như vậy thôi, trái tim của chúng ta bằng nắm tay của một người trưởng thành, nó vẫn là một quan hệ lớn ở trong cơ thể. Nhưng thử hỏi những mạch máu, những vi mạch li ti ở trong cơ thể chúng ta, ai là người đã thiết kế và đặt nó ở trong từng quan hệ như vậy? Tôi hay bị tê tai. Bác sĩ nói rằng nó là hội chứng ống tai. Tôi cũng biết cái ống tai, cái hội chứng đó là gì, nhưng tôi biết nó là tê tai. Nó có một vấn đề ở trong cái mạch máu, trong cái hệ thần kinh và hệ tuần hoàn này, và bác sĩ phải can thiệp. Thế thì điều gì xảy ra nếu như cái cánh tay này, các mạch máu không đến tận nơi, nó không đến tới từng cái đầu ngón tay? Chúng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Và thưa với quý thân hữu, với hội thánh, Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo. Ngài không chỉ sáng tạo cái vũ trụ này, đặt để cái quả địa cầu chúng ta hình tròn, không phải chung quanh chúng ta là hành tinh, không phải chỉ là những điều mà chúng ta nhìn thấy ở trên bầu trời. Hãy nhìn vào con người chúng ta đầy kỳ diệu. Đức Chúa Trời chuẩn bị sẵn một sự sống, có oxy trong không khí, có nước chảy ở các sông suối, có mọi thứ để con người chúng ta sống được. Và Đức Chúa Trời là Đấng có quyền đó. Chỉ duy Chúa là Đấng ban sự sống trong sự sáng tạo. Và chính Đức Chúa Trời cũng là Đấng bảo tồn. Bảo tồn có nghĩa là từ khi dựng nên cho đến bây giờ nó vẫn như vậy. Chúng ta đọc báo chí, chúng ta nghe tin tức thì chỉ nghe rằng con người phá hoại thiên nhiên, chứ không hề có chuyện Đức Chúa Trời phá hoại thiên nhiên. Vậy nên khi chúng ta sống giữa cuộc đời này bị ảnh hưởng nhiều thứ lắm, không khí ô nhiễm, đi ra đường một chút về lấy cái khăn trắng và lau cái mặt thế này là dơ cái khăn ngay. Khi dơ cái khăn biết rằng cái mặt của mình nó dơ,
Và thưa với quý bạn trẻ em, Đức Chúa Trời là đấng thiện hảo, Đức Chúa Trời dựng nên, Đức Chúa Trời gìn giữ, Đức Chúa Trời bảo tồn. Chúng ta mua một cái vật gì đó luôn luôn hỏi bảo hành bao lâu và bảo trì thế nào. Đức Chúa Trời bảo hành thế giới mà Ngài dựng nên trọn đời của nó. Đức Chúa Trời không hề thu phí con người khi con người sử dụng cái sự sáng tạo của Chúa. Có bao giờ chúng ta phải trả tiền cho sức khỏe của chúng ta chưa? Có. Dĩ nhiên khi chúng ta bước vào bệnh viện trả tiền, thở một bình oxy bao nhiêu tiền? Tôi chưa thở, tôi chưa biết, nhưng ai thở rồi sẽ biết. Trong 2 năm trước, việc chúng ta sắm máy oxy riêng cho gia đình của mình, thuê cái bình oxy về nhà trong một cái trường hợp này, nặng lòng lắm. Nhưng bây giờ chúng ta ngồi đây hít thở không khí của Chúa ban cho, từ ban đầu cho đến bây giờ là như vậy. Và Đức Chúa Trời luôn yêu thương chúng ta cho đến ngày cuối cùng như vậy, là như vậy. Và chính Chúa bảo tồn. Thưa với các bạn chị em, nếu đến đây để luận về sự sáng tạo của Chúa, luận về sự bảo tồn của Chúa, thì sẽ thiếu một khía cạnh rất quan trọng, vì chúng ta là những con người đang cần nhận biết điều này. Và tôi chuyển hướng một chút dựa trên chủ đề này. Đấng bảo tồn sự sáng tạo của Ngài là chính Đấng đang bảo tồn chúng ta công cuộc sáng tạo. Câu Kinh Thánh mà chúng tôi hay đọc và tôi cũng vừa nói ngay trong lời luận của mình: Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi và người trở nên một loài sanh linh, hay là một loài có sự sống. Chúng ta hoàn toàn khác với con vật. Con người khác với con vật. Đôi khi tôi nghe ở đâu đó, trong một sự cãi vã nào đó, thì người này hay nói người kia, tôi dùng cái từ rất đơn giản, nó mập mạc trong cái lời của họ nói, mày là cái con đó. Nhưng khi một người nào đó nói rằng mày là cái con đó, người kia sẽ không chịu. Vì chúng ta không phải là cái con, không phải là vật, mà chúng ta là người. Người khác với vật ở chỗ này, người là loài sanh linh, nghĩa là có sự sống và có cả linh hồn. Loài vật không có linh hồn, nó chỉ có cái tâm hồn hay là cái chỗ mà nó bày tỏ cái cảm xúc của nó. Ví dụ chúng ta nuôi một con chó cưng ở trong nhà, khi chúng ta đi về nó mừng, bởi vì đó là cái cảm xúc khi nó tiếp xúc với người chủ. Nhưng không có một con chó nào nó có linh hồn cả. Không có ai mà thấy một con chó chết rồi lập bàn thờ, thắp hương cho nó, mỗi ngày dâng cúng cho nó ăn, bởi vì đó là vật. Nhưng vì chúng ta là loài linh, loài có linh, cho nên chúng ta được tôn trọng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên chúng ta và ban linh hồn sống ở trong chúng ta, và chính Chúa bảo tồn chúng ta trong Ngài. Đức Chúa Trời là đấng đời đời, Ngài không chết, cho nên Ngài muốn loài người là loài có linh sống của Chúa cũng được sự sống đời đời của Ngài. Mối tương giao đó, sự kết thông đó, Đức Chúa Trời đã ban sẵn ở trong con người, và con người có linh hồn. Và ở đây chúng ta phải cúi đầu công nhận với nhau, chúng ta khác loài vật rồi, phải không? Chắc chắn là chúng ta khác loài vật. Thứ hai, chúng ta có một cái giá trị đẹp tuyệt đối ở trước mặt Đấng tạo dựng, và Ngài yêu mến chúng ta vì chúng ta có sự thân công hay là sự gắn liền với Đấng tạo dựng, Đấng thần linh ở trên trời, Đấng thần linh ngự ở giữa mọi người, và Đấng thần linh muốn cái linh hồn của con người cũng hưởng được sự sống với Ngài. Nhưng vấn đề xảy ra, chúng ta sẽ có cơ hội để đọc Kinh Thánh, và tôi ước ao dù chúng ta là tín hữu hay là chưa là tín hữu, thì mỗi người cũng nên có một quyển Kinh Thánh cho chúng ta. Tối nay đến nhà thờ rồi về bắt đầu suy nghĩ ước ao làm sao để có một quyển Kinh Thánh
giống như ông mục sư đứng trên tòa giảng để về đặt cho biết điều mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Thế nên Kinh Thánh bày tỏ mọi điều liên quan đến con người. Kinh Thánh cho biết trong công cuộc sáng tạo của Chúa, sau công cuộc sáng tạo của Chúa, con người ở trong sự tốt lành của vườn Ê-đen thì con người lại bị cám dỗ phạm tội. Cám dỗ phạm tội. Tôi không tường thuật chi tiết của sự cám dỗ phạm tội ở đây thế nào ra sao, nhưng có một điều, đó là trong sự cám dỗ phạm tội đó, con người đã không vâng lời Đức Chúa Trời. Và vì không vâng lời Chúa, cho nên con người phạm tội với Chúa. Đức Chúa Trời đấng sáng tạo, đấng bảo tồn, nhưng chính con người đã phản lại con đường yêu thương của Chúa. Đó là tội lỗi. Dĩ nhiên, chúng ta mời quý vị đến đây để không chỉ rằng đây là tội nhân, đây là tội nhân. Và nếu chúng tôi khẳng định quý vị là tội nhân, thì ở ngoài kia có một chiếc xe, có cái đèn màu xanh, màu đỏ, chớp chớp, bên hông ghi chữ Police, đến và đưa chúng ta đi. Bởi vì chúng ta là tội nhân. Tội nhân trong ý nghĩa của Kinh Thánh đang mô tả không phải là một người phạm tội giết người, không phải là một người cướp của, không phải mà là một tội nhân trước mặt Chúa khi biết rằng Chúa là đấng tạo dựng nên mình, đấng bảo tồn sự sống của mình, mà chính mình lại không yêu Chúa, không tin thờ Ngài, không đi trong đường lối của Chúa. Một tội nhân ở trước mặt Chúa là vì chúng ta không biết Chúa yêu, chúng ta không biết Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta. Chúng ta tưởng rằng chúng ta được tiến hóa từ một cái loài nào đó. Một con khỉ leo trên cây, một ngày nào đó nó không tìm được trái cây ở trên cây và nó xuống đất để nó tìm. Nó tìm sau một thời gian, nó không leo nữa mà nó phải đi. Đó là lý luận của thuyết tiến hóa. Chúng ta không phải là con khỉ. Chúng ta không phải trưởng thành từ con khỉ. Chúng ta không phải tiến hóa từ con khỉ, mà chúng ta đến từ sự tạo dựng của Đức Chúa Trời. Và vì chúng ta thuộc về Ngài, cho nên Chúa yêu và chúng ta phải ở trong tình yêu của Chúa. Thứ hai, Chúa là đấng sống, đấng ban sự sống, đấng muốn chúng ta hưởng sự sống của Ngài. Cho nên chỉ khi nào chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi, phục hòa với Chúa, hay là được Chúa biến đổi để trở về sống trong tình yêu của Chúa, thì chúng ta mới nhận được sự bảo tồn vĩ đại của Chúa cho đến cuối cùng. Sự bảo tồn vĩ đại của Chúa là gì? Chúa dựng nên chúng ta là một loài sống, một loài có linh hồn, nhưng linh hồn của chúng ta đã phạm tội với Chúa. Luật công bình của Thiên Chúa, hễ ai phạm tội thì phải chết. Tôi mời quý vị đến đây cũng không chỉ vào quý vị và nói rằng phạm tội cho nên chết đi. Giới trẻ ngày nay nó hay rủa nhau một cách yêu thương là mày chết đi. Có nghĩa là gạt bỏ mình ra khỏi, gạt bỏ các bạn nó ra khỏi. Nhưng ở đây là lời công bố của Kinh Thánh, không phải là một lời rủa yêu, không phải là một lời nói để chỉ gạt bỏ tâm trí, mà Kinh Thánh khẳng định hệ ai phạm tội thì phải chết. Vì không còn mối liên hệ với đấng sự sống, đấng sáng tạo trao cho chúng ta sự sống, đấng bảo tồn gìn giữ sự sống, nhưng vì chúng ta đã ra khỏi sự sống cho nên bắt buộc chúng ta phải chịu chết. Một giải pháp Kinh Thánh có nói đến khi tôi đọc ở trong câu thứ 3 của Hebrew đoạn 1, viết thế này: con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sự sáng tạo là vinh hiển, lời của Chúa là sự bảo tồn. Nhưng việc một việc Ngài làm rất đặc biệt: sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Sau khi con làm xong sự sạch tội, câu Kinh Thánh dùng cái chữ con mà chúng ta thấy cứ mỗi cái chữ con được viết hoa. Đây là danh xưng ở trong danh vị của Đức Chúa Trời khi Ngài thực hiện sự cứu chuộc. Vì sao phải thực hiện sự cứu chuộc? Vì chúng ta chết mà Đức Chúa Trời là đấng sống. Muốn chúng ta sống thì phải có một sự cứu để chuộc chúng ta ra khỏi cái vị trí chết và đứng ở trên trời.
sống đã bằng lòng xuống thế gian này chịu chết thay cho chúng ta. Thẩm quyền của một Đức Chúa Trời khi chết thay thì thay thế được cho mọi người. Vì vậy, khi Kinh Thánh dùng chữ con được viết hoa đó mô tả về Đấng đã đến thế gian này chịu chết thay cho chúng ta. Và vì chúng ta là con người, chỉ cần tin đến quyền năng cứu chuộc của con ấy, chúng ta được sự sống. Tôi đọc một câu Kinh Thánh ở trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu thứ 16, cũng là ở trong Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Giăng chương 3 câu 16 viết thế này: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời dựng nên, Đức Chúa Trời bảo tồn, lại là Đức Chúa Trời cứu chuộc, đem chúng ta từ chết vào sống. Và sự sống đó không phải là chỉ là sự sống sinh hoạt của thân thể này, mà là sự sống liên quan đến linh hồn mà chúng ta có, và Chúa làm cho linh hồn đó sống ở trong chính Ngài. Sự sống đó là sự sống đời đời. Cho nên khi nãy người dẫn chương trình hỏi: bạn là ai? Bạn từ đâu đến? Mà tôi sẽ hỏi một câu nữa: bạn đến đây rồi bạn đi đâu? Tôi sẽ trả lời dừng cho ở trong tư tưởng của các tín ngưỡng khác. Một số người sẽ nói rằng: tôi sẽ vào suối vàng. Suối vàng là ở đâu? Không biết. Tôi vào nơi chính suối được dịch qua Hán Việt, đó là Cửu Tuyền. Cửu Tuyền ở đâu? Tôi không nói được. Nhưng có một điều tôi nói được với quý ông bà anh chị em, đó là khi chúng ta tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết thế cho chúng ta, đền tội thay cho chúng ta rồi, thì chúng ta được sự sống đời đời. Chúa Giêsu lại nói ngay ở trong câu Kinh Thánh của Phúc Âm Giăng: ta ở đâu thì kẻ thuộc về ta sẽ ở đó. Chúa Giêsu đang ở thiên đàng nước Ngài. Chúng ta tin Chúa, chúng ta sẽ nhận được sự sống. Và khi chúng ta ra khỏi đời này, tôi dùng cụm từ nó rất là lạ, đó là ra khỏi đời này, nghĩa là chết thân thể này đó, linh hồn chúng ta ra khỏi thân thể, và chúng ta sẽ được Chúa tiếp đón vào nước đời đời của Chúa ở thiên đàng. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta thật là cao quý, dựng nên chúng ta có thân thể, có một tâm hồn vui tươi và có một linh hồn sống. Đức Chúa Trời phục hồi chúng ta chỉ ở trong con Ngài. Ngài tha thứ chúng ta và đem chúng ta vào trong sự sống với Ngài. Hỏi lý do tại sao Chúa lại làm như vậy? Tại sao Chúa phải chết vì những con người phạm tội? Tại sao Chúa lại ban sự sống cho người tin? Một câu trả lời: vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Chúng ta là tạo vật của Chúa, linh hồn của Chúa trao cho chúng ta, và chính chúng ta sẽ nhận được sự sống ở nơi nào. Vì chúng ta nói về thế giới được dựng nên quan trọng, vì chúng ta nói về Đức Chúa Trời bảo tồn thế giới mà Ngài dựng nên quan trọng, vì chúng ta nói với nhau rằng Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta và ban sự sống cho chúng ta quan trọng. Nhưng việc chúng ta nói với nhau ở đây nương trên lời của Chúa, việc Đức Chúa Trời phục hồi sự sống cho chúng ta để đưa chúng ta vào trong sự sống đời đời là rất quan trọng. Nếu chúng ta chỉ sống với những ngày, những năm tháng ngày giờ ở trên đất này, an toàn là sơn hào hải vị, chúng ta có thể kể vài món: sông Kali, tôm hùm Alaska, những món mà nó có thể làm cho chúng ta được kích thích, ngon miệng, vui thỏa. Nhưng nếu chúng ta qua đời này trong tuổi 100, trong tuổi 90, 80, 70, 60 mà linh hồn không được bước vào trong nước Đức Chúa Trời thì vô ích. Chúng ta sẽ trải qua đời này 70, 80, 90, 100 tuổi, rồi chúng ta sẽ bước vào trong cõi đời đời khi mà chúng ta ở trong tình yêu của Đấng sáng tạo, Đấng bảo tồn, Đấng cứu chuộc đời sống. Ai tin con thì được sự sống đời đời.
Ai không chịu tin con thì chẳng có sự sống đâu. Tôi vừa đọc câu kinh thánh tiếp tục ở trong Giăng đọc 3 câu 26. Tôi không muốn nhấn mạnh giá trị của phần B câu kinh thánh đó. Ai không chịu tin con thì chẳng có sự sống đâu. Thực tế là như vậy rồi. Ai không có đấng sống thì không có sự sống. Nhưng phần A của câu kinh thánh đó nói rằng ai tin con thì có sự sống đời đời. Đấng sáng tạo sẽ giữ gìn chúng ta trong giá trị bảo tồn, không phải bảo tồn chúng ta để rồi chúng ta sống đời đời ở trong thân thể này, mỗi ngày mỗi già già già, qua 120 tuổi vẫn cứ già mà cứ sống, qua 150 tuổi vẫn cứ già mà cứ sống, ăn không được, ngủ không ngon, sung sướng gì đâu. Nhưng nếu chúng ta qua đời giàu bất cứ tuổi nào mà đã được nhận sự sống ở trong cứu Chúa, đó là phước hạnh đời đời. Vậy nên khi chúng ta ở đây, ngay lúc này là thời điểm thuận tiện, thời điểm của nhận biết sự cứu rỗi và tin. Và khi chúng ta tin thì được sự sống. Tôi nói về đấng sáng tạo, tôi nói về đấng bảo tồn, không phải chỉ cho thân hữu biết về Chúa, biết là như vậy, nhưng tôi nói về sự cứu của Chúa để chúng ta kinh nghiệm cho cá nhân của mình. Không phải chỉ là tín hữu của nhà thờ, mà là mỗi người khi tin từ tấm lòng của mình đều được sự sống. Nếu chúng ta lựa chọn giữa sự sống đời đời và chết đời đời, thì hãy lựa chọn nhận lấy sự sống ngay đêm nay. Đức Chúa Trời yêu thương đấng dựng nên mọi thứ, Ngài cũng dựng nên chúng ta và Chúa đang chờ chúng ta trở về với Ngài, trao sự sống của Chúa cho chúng ta và chúng ta hưởng sự sống đó trong chính Ngài. Cầu xin Chúa ban phước cho thần linh của Đức Chúa Trời cảm động trong tâm trí của mọi thân hữu, để rồi ngay sau khi chúng ta được lời kêu gọi, chúng ta là người sẽ nhận lấy sự sống của Chúa từ đấng sáng tạo, bảo tồn và chính đấng đó gìn giữ chúng ta bước vào trong cõi đời đời của Đức Chúa Trời trên trời. Cầu Chúa ban phước.